Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện hiệu quả việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Mới đây tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng như việc thực hiện nghị quyết số 119 của Quốc hội và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm xem xét cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Theo đó quan tâm xem xét cho phép thành phố Đà Nẵng áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị và sửa đổi bổ sung một số quy định để tháo gỡ các vướng mắc bất cập khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Cụ thể, sửa đổi bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường, thao hướng bổ sung người đứng đầu cơ quan quân sự, cơ quan công an, bổ sung quy định về việc bài bỏ văn bản của Hội đồng Nhân dân quận, Hội đồng Nhân dân phường, Ủy ban Nhân dân phường, ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, bổ sung quy định về thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân quận, Hội đồng Nhân dân phường, quy định tại các văn bản pháp lệnh chuyên ngành, sửa đổi bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân thành phố thao hướng tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách bổ sung quy định thực hiện thống nhất liên thông một chế độ công vụ đối với cán bộ phường và cán bộ công chức xã về cơ chế chính sách về tài chính ngân sách cho phép thành phố được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù vân vân